Xin chào cả nhà. Hoài Danh xin đọc truyện Hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Cạn trong quyển Sử Tích và Giai Thoại về địa danh Việt Nam của Vũ Ngọc Khánh. Ngày xưa có một vùng nọ, năm nào cũng mở hội cầu mùa. Hội thường kéo dài 3 ngày liền, cách xa nô nức kéo về dự hội rất đông. Năm ấy hội đang vui, bỗng có một con bò non u to bằng cái dậu, mông tròn chắc nịch, ở ngoài đồng chạy lạc vào đám hội. Thấy con bò chạy rong, không người chăn dắt, dân làng đang dự hội liền rủ nhau đuổi bắt bò đem làm thịt. Không ngờ đó là bò của vua Thủy Tề chạy lạc lên cõi trần. Khi mặt trời gác núi, thịt bò cũng đã làm xong, cổ bàn dọn ra la liệt, mọi người bắt đầu ngồi vào ăn uống. Chợt một bà đầu tóc bạc phơ, dáng hình tiều tụy, bẩn thỉu, chống cái gậy lập cập đi tới đám hội xin ăn. Bà đi hết mâm này sang mâm khác, nhưng không những không ai cho bà miếng nào, họ còn đuổi bà như đuổi hủi. Trời tối, bà già rời đám hội, lần vào bản xin ngủ nhờ qua đêm và xin ăn. Nhưng gõ cửa bao nhiêu nhà, nài nỉ khản cả hơi, bà chẳng được ai đói thương giúp đỡ. Mãi khi đến cuối làng, bà mới được mẹ con một người đàn bà gõ đón vào nhà. Thấy bà già rét run cầm cập, bà gõ sai đứa con trai đốt lửa cho bà cụ sưởi và dọn cơm mời bà ăn. Đang đói, bà già ăn liền một lúc hết mấy phần cơm, rồi hỏi: người làng chơi hội đông vui lắm, ăn uống linh đình ở ngoài kia, sao mẹ con bà không đi hội? Bà quá buồn bã trả lời: chúng tôi mẹ gó con coi, ai mà tưởng đến. Nghe đâu lúc chiều người ta bắt được một con bò lạc, làm thịt ăn uống với nhau ngoài ấy. Bà già vốn là người phù thủy chăn bò cho vua Thủy Tề, hôm nay do sơ ý, bà đã để một con bò chạy lạc lên trần gian, và giờ đây bà đang đi tìm nó. Nghe bà gó nói vậy, bà giả vờ đi ra ngoài rồi biến ngay thành một chàng trai sang trọng đến dự hội. Chàng trai cũng ngồi vào mâm như những người khách khác, vừa ăn vừa nói chuyện. Những người xung quanh kể cho chàng nghe chuyện bắt được con bò lạc ra sao. Chàng trai giả vờ làm bộ không tin, họ bèn đưa chàng đi xem cái đầu bò chưa xả thịt vẫn để ở cuối bãi. Nhận ra đúng con bò mình vẫn chăn dắt hàng ngày, chàng trai rời đám hội, đến một chỗ vắng, chàng rùng mình trở lại nguyên hình bà già nghèo khổ, tiều tụy, rồi trở lại nhà hai mẹ con bà quá. Họ vẫn ngồi bên bếp lửa chờ bà. Thấy khách về, họ nhường chiếc giường duy nhất cho bà ngủ, nhưng bà già một mực không nghe, chỉ đòi cho mình một cái nông đặt dưới gầm giường. Nửa đêm hôm ấy, bà gó bỗng nhiên thức giấc, nghe tiếng bà cách ngáy to như sấm. Bà gó xuống gầm giường, không thấy bà già đâu, chỉ thấy một con dao lông to bằng cột nhà nằm cuộn tròn trong cái nông. Sáng dậy, hai mẹ con bà gó lại thấy bà già đầu bạc phơ, dáng người tiều tụy hôm qua. Bà già bảo: tôi là người chăn bò của vua Thủy Tề, hôm qua tôi đã sơ ý để một con bò của nhà vua chạy lạc lên đây. Dân làng này tham lam để giết bò ăn thịt, họ sẽ bị vua Thủy Tề trừng phạt. Mẹ con bà là người lương thiện, không tham lam độc ác, ghét bỏ người nghèo, sẽ có phúc có phần. Bà hãy mau mau lấy trấu rắc xung quanh chỗ đất bà ở để tránh tai họa. Nếu thấy việc gì xảy ra, mẹ con bà đừng sợ hãi. Nói xong bà cụ biến mất. Mẹ con bà quá theo lời dặn rắc trấu xung quanh chỗ ở của mình. Họ vừa làm xong việc đó thì một cơn giông ập đến, nước chảy ào ào. Một lúc sau nước ngập lên lá khắp nơi, chợt một tiếng nổ long trời làm bốn phương rung chuyển. Khu đất nơi diễn ra đám hội bỗng từ từ sụt xuống mỗi lúc một sâu dần, đem theo chúa làng và cả đám hội chìm nghỉm xuống đáy. Rồi lần lượt những khu đất khác trong làng cũng sụt theo, vùi vào lòng nó bao nhiêu người và gia súc, bao nhiêu nhà cửa ruộng đồng. Ngồi trong căn nhà siêu vẹo, hai mẹ con bà gó ôm nhau lo sợ. Khi trời trở lại quang đãng, họ nhìn ra thấy bốn phía đâu cũng là biển nước mênh mông, không duy chỉ có cái nền nhà của hai mẹ con bà vẫn nguyên vẹn, không suy xuyển tí nào. Từ đó chỗ đất sụt thành ba hồ nước rộng mênh mông ấy người ta gọi là Bé Già Mãi, nghĩa là biển Bà Quá. Ba cái hồ ấy chính là hồ Ba Bể ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn ngày nay.